Nguyễn Văn Toản, từ anh thợ nhôm kính đến thủ thành U23 Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thủy Nguyên, ngoại thành Hải Phòng. Gia đình không có ai chơi thể thao chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ, Nguyễn Văn Toản đã có niềm đam mê vô tận với trái bóng tròn. Cho tới năm Văn Toản 11 tuổi tham dự giải bóng đá học sinh của huyện Thủy Nguyên, với thể hình vượt trội so với các bạn cùng trang lứa.